Buổi sáng nghỉ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Hay không? Thưa đại chúng, bây giờ mình sẽ trì chú Đại Bi, sau đó mình niệm Bồ Tát Quan Âm để cầu bình an cho đạo tràng cũng như một ngày tu của mình. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hãy subscribe cho Thân đa dạ ta bà ma, thân đa dạ ta bà, thân đa vũ nghệ thất bàn đa dạ ta bà, na ra cẩn trì ma ra na ra ta bà, thân ra thân a muôn nghệ dạ ta bà ma, thân đa dạ ta bà dạ kiền. Thân đà dạ ta bà ba đà ma yên, thân đà dạ ta bà na ra cẩn trì bàn đà ra dàm và lợi thân yên ra dạ ta bà. Nam mô Hằng ra đảng na đa ra dạ dạ, nam mô a rì dạ ba lô kiên để nước bàn ra dàm. An thân điện đô mạng đá ra ban đà dạ ta bà, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại uy tâm đà la ni. Nam mô Hán ra đạt na dạ dạ, nam mô a di dạ bà lô hiện thế thương bát ra dạ bồ đề tát đọa bà dạ ma, tát đọa bà dạ ma ca lô ni. Thân ban ra hoàng vệ số đang na đang tòa, nam mô thân kia lưng lõi mong a di gia bà lộ quyền đế thân quận ra thân đà bà. Nam mô na ra cẩn trì bạn đã xa mê tăng bà tha đậu vô văn a lệ dựng tác bà lạng đa na ma bà dạ ma bạn đàn đầu đã điên thang a bà lộ hệ lộ trị ma bồ đề tăng đọa tăng bà tạc bà ma ra ma hê rì đà dựng câu lô kiến móng đổ lô phạt xà gia đế đà ra địa rì ni thân phật ra gia ra mà phạt ma ra mụn đế lệ hê dĩ hê thất na ra xâm phần ra phật âm vân ra xa gia ô lô ma ra ô lô hê rì ta ra thất rì tô rô bồ đề dạ bồ đà dạ dạ na ra gần rì địa rì sắc ni na ba dạ ma na ta bà thân đà dạ ta bà ma thân đà dạ ta bà thân đà vũ nghệ thất bàn ra ta ra gần rì ta bà ma ra na ra ta bà thân ra tăng a một thế gia ta bà ma thân đà dạ ta bà dạ kiết ra thân đà bà đà ma yên thân đà dạ ta bà na ra gần trì bàn đà ra dạ ta bà ma bà lợi thân yên ra dạ ta bà. Nam mô hắc ra đắc na đà ra dạ dạ, bà lộ yên đê đương bạn ra dạ ta bà thân viện đô mạng đa ra bạn đà dạ ta bà thiên tu thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra thì dạ bà lộ yên đê đương bạn ra dạ bồ đề tát đọa bà dạ ma tát đọa bà dạ ma ca lô ni ca gia thất bàn ra phật dễ số tòa. Nam mô thân kia lần đói mong a di gia bà lô kiền đế thân phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hệ rị ma bàn đã xa mê thác bà ta đậu du bằng đa ra ma bà già ma bạn đàn đậu đang điện thang a bà lô hê lô ca ra đế dĩ hê rị ma bồ đề tát đọa thác bà ma mong đô lô phạt xà gia đế ma phạt xà gia đế đa ra địa rị ni thất phật ra gia ra ma phạt ma ra một đế lệ xà lời và sa vào sâm vân na na hưng trì địa vị sáng ni na hoa nhàm na ta bà bà ra ya ta bà na ra hưng trì ta bà ma ra na ra ta bà tấn ra tăng a muộn hệ ya ta bà ma tất đà ya nghiêng ra tăng đà ya ta bà ma đà ma yên tăng đà ya ta bà na ra hưng trì bàn đà ra ya ta bà ma bà lợi tăng nghiêng ra ya ta bà Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quan Tát Quan Thế Âm. Nam Mô Bồ 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 Tát Quan. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Nam mô Bồ Tát Quan Thế. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Nam mô Bồ Tát Quan Thế. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Nam mô Bồ Tát Quan Thế. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời thương an lành, tất cả đều an lành. Xin nguyện từ bi gia hộ, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời thường an lành, nơi tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện bi thường gia hộ, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, nơi tất cả đều an lành. Xin nguyện từ thương gia hộ. Nam mô tiêu tai giác các tường Bồ Tát. Nam mô tiêu tai giác các tường Bồ Tát. Nam mô tiêu tai giác các tường Bồ Tát. Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Thưa đại chúng, hôm qua đó mình có tập ngồi thiền cũng như sáng hôm nay, và mình có nói về lợi ích của sự ngồi tịnh tâm. Có nhiều khi quý vị sẽ nghe cái chữ ngồi thiền là thấy cái gì nó lớn quá và hình như là mình làm không được. Mình có thể dùng cái từ là tịnh tâm. Bởi vì cái tâm của mình đó, nó hay chạy nhảy giống như là con trâu mà Đức Phật dùng ở trong kinh để diễn tả cái tâm hay hoang vu của mình. Cho nên mình, mỗi người chúng ta là một chàng mục tử và chúng ta phải có bổn phận chăn cái con trâu đó. Thì mỗi người, mỗi hành giả tu, người ta ở ngoài đời người ta là học giả, nhưng mà người Phật tử thì học giả cũng được, nhưng mà tốt nhất là học thiệt. Học giả tức là người học, nhưng mà cái mà cần nhất của một người Phật tử đó là hành giả. Hành giả tức là những người có học và đem ứng dụng cái học đó vào trong cuộc sống của mình, để cho cuộc sống nó trở thành, để cho cái học đó nó trở thành hiện thực, chứ nó không còn những chữ nghĩa trong giấy tờ, trong kinh sách. Cho nên Tây Du Ký có một người được gọi là tôn hành giả. Đó là ai? Đó là Ngộ Không, Tề Thiên. Tức là người có trí thì phải hành, bởi vì Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ. Người có trí cho nên thấy biết cái nào chánh, cái nào tà, yêu tinh quỷ quái thấy rất rõ. Và người có trí cho nên có được cái dũng cảm, ý chí, kiên trì. Như ngày hôm qua mình nói là có 5 cái nguồn năng lượng. Đó là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Và vì có như vậy cho nên người đó flexible, rất là uyển chuyển mọi cái hành xử trong cuộc sống. Người sống như vậy cho nên họ rất là nhẹ nhàng. Vì sao? Vì có trí cho nên mới biết ứng dụng một cách linh động như vậy, có tuệ giác quán chiếu. Cho nên tôn hành giả, và bây giờ chúng ta ngồi đây đều là hành giả hết. Thí dụ như mình họ Nguyễn thì Nguyễn hành giả, Đinh hành giả, Trần hành giả, Từ hành giả, ráp lại Từ Trần hành giả. Thì hành giả có nghĩa là những người ứng dụng. Mình thích làm hành giả hơn là mình làm học giả. Tại vì người ta, mình đứng lên mình nói thì người ta chỉ nghe mình nói, nhưng mà mình nói sách vở. Mình chưa có nói được những gì mà mình thực tập. Vì vậy mà mỗi người chúng ta phải làm một hành giả. Thì bây giờ mình muốn tâm mình định thì mình phải làm một cái người chăn nó, chăn trâu. Sáng dắt trâu đi, chiều đến dắt trâu về. Tối vẫn chưa yên, ngại trâu lại bứt dây. Sáng mình đi làm thì mình dẫn trâu đi, có không? Tại mình đem cái tâm mình đi vào chỗ làm. Nhưng mà nếu mà mình vô trong cái chỗ làm mình có phải chăn trâu không? Không khéo thì cũng gây gỗ ở trong chỗ đó. Tại vì có thể giành khách, có thể là vì phiền não, vì đủ thứ hết, cho nên con trâu của mình nó sẽ phóng qua những cái đồng ruộng khác. Sáng dắt trâu đi, chiều đi làm về thì chiều tối dắt trâu về. Trên đường lái xe có thể bị kẹt xe quá, mình cũng bị stress. Tại vì mình nghĩ tới bây giờ nè, 5 giờ, 6 giờ rồi mà chưa về tới nhà, một lát về rồi phải nấu cơm nè, phải thế này. Bắt đầu mình nghĩ một lô những công việc phía trước là bắt đầu cái đầu mình nó căng thẳng lên. Cái tâm mình nó bị chi phối bởi những công việc sắp tới. Cho nên lúc ngồi trong xe đó, chiều tối dắt trâu về, thì lúc nó phóng như vậy, mà phóng như vậy để được cái gì? Chẳng qua là được thêm stress, frustrated, depressed hơn, chứ không có cái gì hơn. Bắt đầu là cà nhích rồi bóp còi rồi háy quýt mấy người xung quanh, đủ kiểu hết. Thành thử ra chỉ một cái con trâu nó phóng đi như vậy thôi. Thấy không? Chỉ vì một cái traffic jam mà mình nghĩ tới những cái công việc sắp tới mà mình chưa có giải quyết được, mà cũng chẳng giải quyết gì. Bắt đầu cái positive không có, nhưng mà cái negative, cái tiêu cực bắt đầu nó phóng ra. Hôm nào mà những lúc như vậy mình giật mình lại, trời ơi sao mà giờ này mình kỳ vậy? Hồi nãy mình còn đang tỉnh queo mà, tỉnh bơ và tỉnh rủi mà, phải không? Thành thử quý vị thấy chỉ cần con trâu mà nó nhảy ra khỏi cái hàng rào kiểm soát của mình thôi là bắt đầu đủ thứ nó sanh khởi hết. Cho nên đó, ở trong cái câu tụng mà mỗi chiều mình tụng xong hay là mỗi thời kinh mình tụng rồi đó, có cái câu là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Cái chữ trừ đó không có đúng. Cái chữ trừ đó là mình tụng trại. Nếu tụng cho đúng là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Chữ chư là nhiều, nhiều lắm. Chỉ nghĩa là chỉ cần một cái phiền não chướng nó khởi thôi. Tam chướng tức là nghiệp chướng, phiền não chướng và sở tri chướng, hay là báo chướng, có khi gọi là báo chướng. Phiền não, nghiệp, báo. Bây giờ Pháp Hòa nói ngay cái chỗ ở trong xe đó là bắt đầu khởi phiền não nè. Mình có cái nghiệp hấp tấp, cái nghiệp lật đật, cho nên rồi mà bây giờ mình lỡ mà đi vào cái con đường mà kẹt xe rồi đó, cái bắt đầu phiền não nó khởi rồi, phải không? Phiền não nó khởi, nghiệp nó khởi, bắt đầu nghĩ gì biết không? Hồi nãy phải đi đường kia là được rồi. À, một câu. Câu thứ hai cái đấy, cái bà bạn tôi bữa nay bà không đi chung cho nên tôi đâu có vô cà phô được. Rồi cái này cái kia nó khởi, rồi mình thấy cái ông này sao lái ẩu, cái bà kia sao lái ẩu, mình muốn xích lên, mình muốn nhích, mình muốn xin cho mình qua len, mà cái xe tới nó cứ tới hoài, nó đi đâu mà không nhường gì hết trơn á. Mà mình không nhường ai, mình cứ nhích mình đi lên mà mình không thấy mình cứ bắt cái người kia phải nhường mình. Thì những cái lúc như vậy thì mình phải giật mình mà mình thấy đúng là chư phiền não nó sanh rồi. Mà ngồi ngay trong xe đó vẫn tu thiền như thường, vì mình thấy được cái bực bội của mình thấy được hồi nãy tại sao ngày thường bây giờ mình bực bội thì mình cũng ở trên cái tuyến đường này, mình nhẹ nhàng thì mình cũng ở trong cái tuyến đường này. Mà bây giờ thời đại văn minh rồi, trên xe nào cũng có cái máy để mình nghe dĩa, thì mình thỉnh một cái dĩa MP3 thuyết pháp vô, mình bỏ vô mình nghe, phải không? Thì mình trên đường mình về nhà thì mình complain là không có giờ nghe pháp đó, mình nấu nướng bận rộn quá không có giờ nghe pháp. Tới hồi mà rảnh rỗi mà leo lên cái giường hay là cái ghế salon mà nằm nghe thì thầy mới nói hôm nay là ngày cái khò. Thì hôm nay là ngày khò. Rồi cái xong cái mình đi khoe với thầy, mình nói thầy biết không, một dĩa của thầy con nghe cả chục lần vậy đó. Mà nghe khúc đầu à. Ôi chà. Rồi mình còn bữa nào mình còn hay nói thầy biết không, con cái dĩa của thầy con nghe đến hư luôn á. Bây giờ nó cứ quay tới quay lui sáng đêm vậy đó. Ông bà ở đâu nghe chứ còn mình cũng chẳng nghe. Thì mình complain là mình không có giờ mình nghe pháp. Thì tại sao cái lúc mà mình ngồi ở trên xe đó, kẹt xe một giờ đồng hồ á, thì mình hãy biến cái phiền não thành ra cái gì? Thành ra bồ đề. Ở trong xe phiền não bây giờ nó trở thành ra đạo tràng. Cho nên đạo tràng ở đâu? Đạo tràng là ngay cái nơi nào mà cái tâm mình nó có đạo. Đạo khi mà mình có đạo tâm, tức là bây giờ thôi gì, thay vì bây giờ mình là tâm phiền não, bây giờ mình hướng tâm mình đến đạo. Đạo tâm tức là cái tâm lúc nào cũng sáng, hay là tâm bồ đề là tâm giác ngộ. Mà tâm giác ngộ rồi thì mình hãy biến trên chiếc xe mình ngay bây giờ, mình có một đạo tràng và mình sẽ ngâm một bài thơ lên. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. tôi thỉnh tôi cứ đi một mình. Đi một mình mà không có gì khổ lụy và cô đơn. Bởi vì một mình thì khỏi ai nói chuyện. Ông thầy ông nói cho tôi nghe, phải không? Tôi về nhà thì tôi thường than rằng tôi không có giờ nghe Pháp là vì bận rộn. Rồi tới hồi mà xong công việc mà lên trên nằm mà nghe thì ngủ. Thì tại sao mình lại không biến cái giây phút mà ngồi một tiếng đồng hồ trên con đường kẹt xe đó trở thành ra cái giảng đường nghe Pháp. Thì như vậy thì trong nhà Phật dùng cái từ là phiền não tức bồ đề. Cái chữ tức nó ở đâu? Tức là cái chỗ không phải là mình tức tối. Nghĩa phiền não là bồ đề, phải không? Phiền não là bồ đề. Bởi vì cái giây phút trước mình chưa hiểu thì phiền não, giây phút sau mình biết chỉnh đốn nó thì nó là bồ đề. Ví dụ bây giờ mình dỡ cái nồi cơm ra, chà, cơm này cơm cũ mà mình không biết, mình để nước ít quá, khô queo hoặc là không nở, không lẽ đậy nắp lại ngồi chờ? Cái người biết sửa thì phải làm sao? Lấy đôi đũa xới cơm lên, xong rồi làm miếng nước khác ấm ấm rưới lên, đậy nắp lại, bấm nút thì một lát cơm nó sẽ chín. Khi mình thấy cái gì nó hư, nó chưa hoàn hảo thì mình phải có bổn phận làm cho nó hoàn hảo. Thì ngay cái nồi cơm sống tức là nồi cơm chín. Rồi bây giờ lỡ cơm mới mình không quen nước, để nước quá nhiều, một lát dở lên thì nồi cơm nó nhão quá. Cái mình mới nói tôi là thà ăn cơm khô chứ không ăn cơm nhão. Hoặc là nói thà tôi ăn cháo chứ tôi không ăn cơm nhão. Thì bây giờ nồi cơm nhão này sẽ trở thành một nồi cháo. Ăn cháo trắng xong rồi ngán quá, cắt nấm, cắt khoai môn, cắt củ sắn, để vô nêm nếm ra thành ra cháo thập cẩm kêu cháo nêm. Rồi có cái giò cháo quẩy vô nữa. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái gì gọi là tức bồ đề, phiền não tức bồ đề, phải không? Khi mình chưa có hiểu cái điều đó, mình còn khởi phiền muộn. Nhưng khi mình hiểu rồi thì phiền muộn nó hết. Có nhiều khi mình hớ nha. Thí dụ như là một cái người kia họ làm mình giận, mình la làng, mình mách trách móc đủ thứ, cái người kia nói một câu gì đó ra cái vậy sao không nói sớm, làm tôi giận rồi mới nói. Mình có cho người ta cơ hội để nói đâu. Mình vừa thấy người ta là mình đã nổi khí anh hùng mình lên rồi. Cho nên tu thiền nghĩa là mình có khả năng thấy được những cái tâm hành nó hiện khởi ở trong tâm thức mình. Và mình có khả năng chuyển cái gì? Chuyển cái hoàn cảnh từ dở tới tốt, từ phiền não tới bồ đề. Một cái người họ linh động, họ bước vô cái chỗ sao mà nó căng thẳng quá, họ kiếm một câu chuyện vui họ nói lên, cái mọi người phát cười, cái làm cho cái không khí chỗ đó nó loãng, nó không còn căng thẳng nữa. Người đó người ta ứng dụng thiền, mà người ta đâu có nói thiền. Mà trong cuộc sống quý vị đã từng làm vậy chưa? Đã từng đi tới những cái nơi hay là trong một cái buổi nói chuyện gì tự nhiên mọi người căng thẳng quá, cái mình kiếm một câu chuyện vui gì, hay một cái câu nói gì mình nói để cho mọi người cười để cho nó thoải mái ra. Đó, thì cái giây phút đó đó là mình chuyển. Thì là tu rồi. Cho nên nếu mình nói là tôi sợ tu thiền lắm, thiền riết nó khùng. Không? Tại mình không biết thiền nó mới khùng chứ. Mình nghĩ rằng mình đi đâu mình cũng xách cái bồ đoàn, mình đi đâu mình cũng xách cái tọa cụ. Hay là cái người niệm Phật đi đâu cũng cầm sâu chuỗi Amitofo, 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 Amitofo. Đâu phải niệm vậy mới kêu tu tịnh độ đâu, phải không? Trong lòng của mình không có, mình không nói xấu ai hết, tương đồng với một câu niệm Phật. Mình không bao giờ nói thêm nói bớt cho ai hết, tương đồng với một câu niệm Phật. Một cái người đó họ lên chùa làm công quả mà họ làm không đúng ý mình, Mình cũng đang mặc áo tràng đồ đàng hoàng á nha, chuỗi đồ cũng đeo á. Mình trên lầu mình tâm thời hệ niệm, mình xuống này mình ngủ thời hệ niệm. Cho nên nhiều khi mình sẽ bị hớ, mà mình làm cho người ta nhìn mình và người ta không nói gì hơn nữa thì người ta chỉ biết lắc đầu chấm cơm thôi. Có nhiều người ta thấy cách tu mình mà ta lắc đầu, ta hỏi ơi, là vì mình thiếu cái quán chiếu, mình thiếu cái nhìn lại. Cho nên mỗi ngày á, ông Trịnh Công Sơn trong cái bài hát của ông có cái câu hay lắm: mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn kỹ quê hương, nhìn kỹ lại mình, nhìn rõ quê hương và nhìn rõ kỹ lại mình. Ngồi thật yên tức là ngồi thiền chứ gì. Nhìn kỹ lại mình tức là mình thấy rõ mình đã là ai, mình có đang phiền muộn, mình có đang bực tức, mình đang sống như thế nào. Cho nên ở trong kinh đó, Đức Phật có nói là một trong những cái thiện pháp để tăng trưởng cho cái người tu là tàm quý. Tàm quý nghĩa là xấu hổ. Thế nào là tàm và thế nào là quý? Có cái câu định nghĩa hay lắm. Quý vị chỉ cần nhớ 4 chữ này là quý vị hiểu được thế nào là tàm quý. Tự tàm quý tha. Tự tàm có nghĩa là tự mình xấu hổ với chính mình. Quý tha có nghĩa là mình xấu hổ với người khác. Mình xấu hổ với mình đó là nhiều khi mình nói những cái điều mà mình rõ ràng mình làm chưa được, hay là mình như thế nào đó, mình nói xong cái đâu ai biết mình là gì đâu, nhưng mình nói xong cái mình tự tàm. Và người ta cũng biết cái tẩy mình hết chỗ cỡ luôn, mà mình cũng cứ nói thì gặp người ta thì mình cũng xấu hổ. Tự tàm quý tha. Và trong kinh nói người có tàm quý là có tư cách của một người biết tu. Người có tàm quý là người có tư cách thăng tiến trên đường đạo. Ngồi tịnh tâm nghĩa là mình lắng cái tâm mình xuống. Vì cái tâm mình vốn là cái tâm thật sự vốn đó là yên tịnh, nhưng vì mình không biết cho nên mình để nó khởi, sanh khởi và đi dòm ngó nhà người. Cho nên cái bài hát Chăn Trâu đó là để chỉ cho người tu tâm đó. Sáng sáng dắt trâu đi, chiều đến dắt trâu về, tối tối vẫn chưa yên, tối tối ngủ vẫn chưa yên, sợ trâu lại bứt dây. Rồi trong khi mình ngồi thiền đó, giống như nãy mình ngồi vậy đó, lạng trâu mình nó bắt đầu nó nhảy. Thí dụ mình đang ngồi thở theo cái lời hướng dẫn: thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra, thì hồi trâu kia nó nhảy. Nó nhìn đồng hồ, nó không biết bữa nay mấy giờ mới được ăn cơm. Rồi khi thì ở dưới kia người ta hâm thức ăn, người ta nấu sao cái mùi nó cũng hơi hơi. Không biết món gì mà cũng thơm ha. Rồi con trâu đó, nó tối tối vẫn chưa yên, sợ trâu lại bứt dây. Tức là trong khi mình ngồi đó là mình sẽ thấy nó hay bứt dây, nó đi lạc lắm. Rồi khi mà mình nói với nó, mình khuyên nó: chú trâu ơi, chú trâu ơi, thì nói với tâm mình: chú trâu ơi, từng ngày qua mình giải dầu mưa nắng, từng ngày qua mình trầm luân gian khổ, từng ngày qua mình muộn phiền đắng cay, thì ngày nay là một ngày an vui. Trước kia tôi chưa biết tu là anh với tôi rong ruổi, anh thích đi đâu thì tôi cởi anh đi đó. Bây giờ tôi nói thiệt với anh, từng ngày qua mình muộn phiền đắng cay, từng ngày qua mình trầm luân gian khổ, thì quả thật một ngày nay phải là một ngày an vui. Đấy, hôm nay này 5 ngày qua mình đi cày muốn chết, 5 ngày qua mình stress on highway, 5 ngày qua mình đủ thứ thì ngày nay là một ngày enjoy. Mình đã sắp xếp hết công việc để một ngày này mình tới đây để mình relax, mình enjoy. Và mình đang sống trong cõi cực lạc, chỉ cần mình là gì? Giây phút này là thánh chúng, chư thiện nhân. Trong Kinh Di Đà nói đó, thiện nhân câu hội đó, các vị thiện tri thức câu hội lại với nhau. Mình chỉ cần ngồi đây một chút xíu nữa thôi, tới giờ cơm cái chư thiên đem cơm tới đưa. Chư thiên đem cơm tới đưa là trong Kinh Di Đà nói là sáng hoa trên trời rải xuống, mình chỉ cần lấy cái giỏ mình hứng hoa thôi, phải không? Rồi thì nữa gì nữa, đem cúng dường 10 phương chư Phật. Mình ăn cơm vô cái có một chút xíu cúng bao tử, cúng gan, cúng lá lách, cúng thận, cúng hết trong này. Ăn xong rồi đi kinh hành. Mà ăn không cũng không cần rửa nữa, phải không? Ăn xong không cần rửa, bát dĩa tự thâu. Cõi cực lạc á, ở trên cõi cực lạc á, xài đồ giấy không à? Xài đồ hộp không? Mọi cõi cực lạc á, các vị Bồ Tát ăn đồ tu go không à? Vì busy đi vòng vòng lắm. Cho nên thưa đại chúng là ở đây Pháp Hòa muốn nói thêm để chúng ta tiếp tục cái bài học của ngày hôm qua. Ngày hôm qua là hai cái lợi ích của người tịnh tâm. Thứ nhất là quán xứ minh tịnh, thứ hai là biến khởi quán chư căn. Quán xứ minh tịnh là rõ biết tất cả cái nơi chốn. Pháp Hòa ví dụ hôm nay mình đến đây ở trong cái thiền đường Mây Từ này, hiện tại bây giờ có thể là khoảng 500 người trong ngoài hết. Thì bây giờ mình không tuần rồi mình tới đây mình thênh thang một cõi, nhưng mà bữa nay mình tới đây thì mình lại rút lại một khúc giày để nhường chỗ cho người khác ngồi nữa. Nhưng mà mình không có phiền gì hết, tại vì mình tu thiền là quán xứ minh tịnh, biết mình đang ở đâu, hoàn cảnh nào để mình tự mình co giãn. Cũng giống như Tôn Ngộ Không mà có cái thiết bản trên tay vậy, ông để trên tay mà ông nói biến cho nó nhảy ra một khúc, biến nữa nhảy ra nữa, cái ông quơ, ông múa, đến khi nào ông không cần nữa, ông chỉ cần thu lại, ông nhét lỗ tai thôi. Cái người mà người ta có linh động trong cuộc sống, thiết bản mà người ta cũng còn rút ra rút vô được, huống chi là một cái hiểu biết có một chút xíu của mình mà mình chấp mình không có uyển chuyển được thì quả là chư phiền não. Mà trở thành ra những cái chướng của mình là thứ nhất là phiền não chướng, thứ hai là nghiệp chướng. Bởi khởi phiền não là phải nói, phải nghĩ, phải làm, mà hãy làm là thành nghiệp, phải không? Mà nghiệp mà nó hình thành rồi thì nó sẽ là cái quả báo nó chướng ngại mình. Cho nên ngày nào mình cũng tụng nguyện tiêu tam chướng. Tam chướng tức là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Báo tức là quả báo. Có nhiều người bây giờ quả nó đến thì nó chướng, có nhiều người quả chưa đến nhưng mà đang bị phiền não nó chướng. Có nhiều người đã qua một cái giai đoạn phiền não, bây giờ nó đến một cái nặng hơn rồi, nghiệp chướng. Nghiệp là hành động, là việc làm nó thành thục. Ví dụ bây giờ mình thấy ai làm gì mình cũng nói, mà không bao giờ mình khen, chê cái đã. Mà cái chê đó riết nó thành cái nghiệp. Mà nghiệp này từ đâu? Từ cái không bao giờ bằng lòng và hài lòng với ai hết. Không bao giờ bằng lòng, không bao giờ hài lòng là phiền não. Lúc nào cũng nói, cũng chê là nghiệp. Rồi bây giờ trở thành một cái quả báo là người ta gặp mình đâu, người ta né tới đó. Ta đang bưng thức ăn vô, ta định cúng dường, ta gặp mình cái ta quay ra xe, ta cất, ta vô không ta... Ta gặp mình, ta nói hỏi bữa nay chị có đem gì không? Dạ em bận quá, không nấu vậy. Mà thiệt là ngoài một xe ở ngoài, mà tôi biết tôi đem vô tôi cũng gặp chị nữa thôi. Mà chị sáng một câu là tôi phiền não nữa thôi, tôi thà tôi đừng bưng vô. Thí dụ vậy. Cho nên cái câu mình tụng, rồi khi mà những cái đó nó trở thành rồi là chư phiền não. Quý vị thấy con trâu mà nó nhảy qua ruộng của người khác á, đâu phải là nó chỉ ăn cỏ nhà người đâu, mà nó còn dẫm nát cái miếng đất người ta, rồi làm cho người chủ người ta ra người ta phiền muộn, phải không? Rồi bắt đầu mình muốn chạy vô mình kéo nó về, cái dấu chân mình cũng dẫm thêm ruộng của người ta nữa. Rồi mình với con trâu mình dung dằn hai bên ấy nữa thì lại làm thêm một cái mess nữa. Thành nữa chỉ có một con trâu nó nhảy qua ruộng nhà người thôi mà đủ thứ nó sanh khởi. Cho nên ngày xưa cái năm giới cũng vậy. Các vị mà thọ giới ngày xưa đâu có thọ giới thứ năm, có 4 giới thôi: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối. Nhưng mà rồi các ông cư sĩ uống rượu vô rồi thì bắt đầu phạm giới. Phạm giới thứ nhất là giết sát sinh, giết gà, giết vịt, ăn cắp gà, cắp vịt người ta để giết, để nhậu, sát sanh, trộm cắp. Rồi cái cô chủ đi kiếm nó, ổng cũng quơ luôn là tà hạnh. Rồi đem ra tòa mà ổng thì ổng đâu có nhận, thì là nói dối. Thì Đức Phật mới nói các ông thấy không, rượu là nhân gây ra các tội lỗi, cho nên cấm không cho uống. Các thầy đi giảng hay quá, Phật tử thương quá, đem xuống cúng dường. Thầy giảng hay quá, con cúng dường thầy, cho thầy xỉn chơi. Khi mà thầy uống rượu sai rồi thì thầy đi ra đường, thầy đi nghiêng đi ngửa, ói mửa đầy đường. Bàng quan thiên hạ cười chê, trời đất ơi, sa môn thích tử gì đâu mà ăn nằm không ra chi. Đức Phật kêu lại, các thầy có biết cái lỗi gì không? Từ do các thầy không giữ cái giới rượu. Nhưng mà nếu mà từ đầu mà người ta không phạm gì hết mà nói, ai chịu nghe? Phải có người phạm rồi nói, có sách, mách có chứng, bắt đầu nghe lời. Cái đó trong giới luật gọi là tùy phạm, tùy chế. Tùy phạm tức là tùy theo trường hợp có người nào phạm thì sẽ tùy theo đó mà chế giới luật. Trường hợp giới luật của nhà Phật là tùy phạm, tùy chế, chứ không phải tự chế một lô. Đức Phật không hề đem một lô giới luật ra rồi áp đảo với mình. Mà chính Đức Phật thấy chúng ta phạm và cái điều đó sẽ gây theo những cái lỗi lầm khác nữa, thì Đức Phật giải thích và Đức Phật khuyên chúng ta đừng làm. Mà nếu chúng ta có làm đi nữa cũng chẳng hại gì Phật. Mà nếu chúng ta có giữ cũng chẳng lợi cho Phật. Chúng ta có giữ thì lợi cho ai? Lợi cho mình. Mình không giữ thì hại bản thân mình. Phật chỉ là người thấy nhân, thấy quả, thấy nhân duyên. Cho nên Đức Phật nói cho mình biết, cái này là nhân, nó duyên với cái này, nó thành ra quả. Cho nên nhân, duyên, quả là cái mà Phật thấy. Phật thấy là Phật nói cho mình biết để mình tránh nó đi. Vì sao Phật thấy được cái đó? Là do cái thiền quán của Ngài, do cái sự định tâm của Ngài. Mà người có định tâm thì trí nó sáng, trí nó sáng thì nó thấy rõ. Còn mình thì trí cũng có mà mờ mờ, mà thậm chí rõ ràng nhưng mà tại thương quá rồi thôi kệ. Mình lấy câu gì biết không? Nếu có chuyện gì thì trách nghiệp của con để con chịu. Nếu mình thương cái người đó quá mà người trí người ta thấy, người ta nói mình đâu có nghe, thì mình sẽ nói là con sẽ chấp nhận. Biết đâu chừng con cải hóa được người này, mình sẽ có lý do để mình nói. Không có sao hết. Cái đó là việc mỗi người mỗi nghiệp. Nếu mà là nghiệp của mình đó, mình chạy cũng không thoát. Mà đã là nghiệp thì nó sẽ có cái lực nó hấp, cho nên gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực nó hấp, nó hút mình. Tại sao một cái người mà người ta mới vừa bước vô chùa, mà người ta nghe tiếng chuông chùa, mà tự nhiên người ta tỉnh mộng, mà người ta bắt đầu người ta phát tâm tu. Còn mình sát bên chùa, mỗi lần chùa thỉnh chuông mình kiếm hai cục gòn mình nhát. Tại sao mà cái người ta chỉ đi ngang một câu pháp thôi mà làm cho người ta bừng tỉnh, còn mình mở rỉ rả mỗi ngày mà không có dám nói ngủ mà mê. Mê mờ vẫn là mê mờ. Cho nên cái điều mà thứ tư, cái điều mà thứ ba mà lợi ích của cái sự tịnh tâm là gì? chế linh tâm điều, có nghĩa là mình chế phục được cái phiền não và mình điều phục được cái tâm hành của mình. Mình hay nói cái câu là con mắt của mình nó to hơn cái bụng, đặc biệt là lúc mình đói. Khi mà mình đói bụng á, mình thấy cái gì mình cũng muốn ăn hết, mà mình lấy một cái dĩa mình lấy cho vung lên, tới hồi ngồi xuống ăn đâu được chừng 3-4 muỗng cái mình no, cái mình thở cái khí, cái nó thiệt tình tôi. Cái bụng, cái con mắt nó to hơn cái bụng. Mà mình lúc nào cũng nói câu đó mà không bao giờ chỉnh. Mà mình vẫn biết, mình biết rằng mình sẽ dư biết rằng á, mình chỉ lấy vừa đủ thôi. Nếu mình thích á, mình có thể trở lại hàng chục lần, hàng 20 lần không có gì trở ngại. Nhưng mà không hiểu tại sao mình không bao giờ mình làm điều đó. Lúc nào mình cũng lấy một dĩa cho thật đầy, để rồi mình ăn không hết, cái bắt đầu mình sớt, chia cho người này, chia cho người kia, vân vân. Thì thật ra những cái điều đó không có gì là tội cả. Nhưng mà nếu mình không điều phục nó thì lâu ngày nó thành một tập khí mà nhà Phật gọi là nghiệp. Mà từ một cái nghiệp nhỏ không có lỗi, không hề hại ai, không có lỗi, không có cái tội lỗi gì, thì nó sẽ thuần thục cái này, nó sẽ lây sang những cái khác. Phong Hòa ví dụ, mình trong cái lòng của mình, mỗi lần mình tức giận ai thì mình mới nói tôi mà có cây tôi đập cho nó chết. Thiệt sự ra mình nói câu đó thôi, mình chẳng làm gì. Nhưng mà mình nói riết thì lâu ngày nó thành ra một cái tập nghiệp ở trong tâm thức mình là hãy có cây là đập cho nó chết. Nhưng mà biết đâu cái nghiệp này nó tại vì đây là từ cái ý khởi, mà ý khởi lâu ngày nó thành ra hành động. Nếu mà một cơn giận nào mà nó quá đáng mà mình không kềm chế được nữa, một lúc nào cái cơn giận mình nó áp ấp, nó sung mãn lên rồi thì mình không thể nào kềm chế được, cũng có thể đi đến cái lỗi lầm đó. Cho nên mỗi ngày ai trong chúng ta cũng phải cần có một cái giây phút nào đó để mình tịnh tâm. Bây giờ tịnh tâm bằng cách nào? Có người thì ngồi thở, gọi là tu thiền đó. Có người thì lấy những cái đối tượng trong cuộc sống của mình ra làm cái đề mục quán chiếu. Ví dụ bây giờ mình đang bực bội người nhà mình vì một lý do nào đó, thì mình đem cái người đó ra để mình thiền quán, trong khi mình nhìn lại tại sao ngày hôm nay mình và người này đi đến cái rạn nứt này. Thì mình sẽ thấy trong này có một phần lỗi của mình. Mới đầu mình trách họ hoàn toàn, rồi cuối cùng mình phát hiện ra là không phải đâu, trước kia người đó với mình tốt mà, tại sao ngày hôm nay là như vậy? Thì chắc có lẽ mình cũng có một phần trong đó. Ví dụ như mình thấy một đứa con mình nó ăn cắp tiền, mình tức quá mình kéo nó lại, mình khẽ tay nó, mình đánh đòn nó, mình mắng mỏ nó. Và cuối cùng mình phát hiện ra một điều là lý do nó biết ăn cắp là vì mình nghĩ nó con nít, nó không biết gì. 1-2 đồng mình cứ để rải rác trong nhà, hồi nhỏ nó chưa biết xài tiền. Khi nó lớn lên cái tập khí tham nó bắt đầu, sự xài tiền nó biết rồi, bắt đầu nó từ cái 1-2 đồng mình để đầy dãy đó, mình khởi cái duyên cho nó ăn cắp. Và chính mình cũng có góp phần trong đó một phần, là vì mình không có cẩn thận cái chuyện đó. Mình sơ hở, mình nghĩ con nít nó không biết gì. Cũng giống như mình nghĩ con nít không biết gì, cho nên mỗi lần mình giận lên là mình chửi nó, mình mắng nó bằng những cái câu rất là nặng theo cái kiểu của người Việt mình. Mà nó đâu biết gì đâu, thì nó sẽ học theo câu đó thôi. Như có một chị Phú Hòa hay kể, chị chửi con của chị là mày là con quỷ cái. Thì nó chỉ hiểu một điều là khi nào mà làm dở như vậy, làm cái gì mà sai quấy thì mình dùng cái từ đó mình chửi người ta. Hôm nọ má nó cũng làm gì đó, cái nó nói má là con quỷ cái. Cái thì bả mới giật mình, bả mới ủa tại thì nói là tại sao thì, nhưng mà người nhỏ mà nói với mình như vậy thì mình cho là hỗn. Ta nữ ra từ cái chỗ mình quán chiếu thì mình thấy trong cái cuộc sống hàng ngày, những cái va chạm phiền não thế nào cũng có ít nhiều mình có góp phần ở trong đó. Mà khi mà góp phần ở trong đó thì mình điều phục được cái cơn giận của mình xuống. Có người tụng kinh được, có người ngồi thiền được. Mình lấy cái đề mục đó ra quán chiếu thì ra là, cho nên các vị sẽ hỏi rằng lúc ngồi thiền mình nghĩ cái gì? Rồi có nhiều người sẽ nghĩ là ô, chừng nào cái đầu tôi nó mới trống rỗng. Có nhiều người nghĩ vậy đó, ngồi thiền đến khi nào cái đầu mình nó trống rỗng. Nếu mình ngồi đến lúc nào mà cái đầu mình nó trống rỗng là ngồi trật rồi đó. Lúc đó mình đã trở thành một robot. Mình trở thành một robot, một người gỗ mà hoàn toàn không phải là mình. Tu thiền đâu phải để mình biến thành, mình thành cỏ cây, vô tri vô giác, thờ ơ lãnh đạm trước mọi sự việc đâu. Mà tu thiền để mình biến mình một người biết cảm và sáng biết. Cái người biết nhận ra mọi việc và đồng thời đặt cái trí tuệ trên cái đó nữa để mình chuyển hóa, để mình hướng dẫn, để mình tu tập với nó. Cái câu mà người ta trong Tứ Thập Nhị Chương á, Kinh 42 chương á, nó có một câu là ở đời có 20 điều khó, nhân hữu nhị thập nan. Là đời người có 20 điều khó, trong đó có một câu là đối cảnh vô tâm là khó. Có nhiều người nói là có gì đâu khó, tôi thấy nó té tôi đi bình thường, tôi thấy người ta té mà bình thường rồi cái đối cảnh vô tâm sao? Không phải. Người như vậy là thờ ơ lãnh đạm là trật rồi đó. Đối cảnh vô tâm nghĩa là bao nhiêu cảnh tượng mỗi ngày nó xảy đến với mình, buồn vui được mất, ghét thương tức tối gì đủ thứ hết. Mình vẫn phải deal với nó, mình vẫn phải đối diện với nó, nhưng mà tất cả những cái đó không làm mình khổ nữa, không làm mình trách móc, bứt tóc, rên rỉ, than trời trách đất nữa. Mà mình phải đối cảnh vô tâm nghĩa là vẫn giáp mặt với nó mà không để nó khổ. Ví dụ một hôm nào á, con của mình nó nói cho mình nghe một sự thật về nó, về bất cứ vấn đề gì. Ví dụ mình hy vọng nó học giỏi quá, cuối cùng nó cho mình biết là nó học không nổi. Đó là một ví dụ thôi, còn muôn ngàn những cái chuyện khác. Có thể quý vị hụt hẫng trong cái giây phút đầu, nhưng mà cái người mà thiếu tu á là bắt đầu đập bàn đập ghế. Tại sao mày không nói tao sớm, mày để tao tốn biết bao nhiêu tiền rồi tới bây giờ mình mới nói, mày là cái thằng báo đời báo hại gì. Mình làm một lô thì mình sẽ làm cho đứa con mình nó cắt đứt hết tất cả mọi cái chia sẻ với mình. Lúc đó mình vừa khởi lên mình chấn mình lại liền. Ồ, không sao đâu con. Con không học nổi thì con lựa cái gì con học nổi con học. Chuyện học là chuyện của con, mẹ chỉ ủng hộ con thôi, mẹ chỉ có thể lo cho con được thôi. Hoặc là nó nói một cái việc gì về nó, dạ không sao đâu con. Con như thế nào thì con vẫn là con của mẹ. Mình nói như thế nào mà để đứa con nó cảm nhận rằng nó đã đến đúng người. Mà cái người đó không ai xa lạ là mẹ. Mà nếu mẹ mà phán một câu nói mà không chấp nhận nó thì trên đời này ai nó có thể nó nói được nữa. Thì ngay cái giây phút đó quý vị sẽ mừng vui dữ lắm. Mình tu có kết quả. Mình biết mở lòng mà mình biết chặn đứng lại cái cơn tức tối giận dữ của mình. Và đến một lúc nào đó nó nói một cái điều rất negative, nhưng mà mình không có giận như hồi đó. Mà sao mình bình tâm, mình bình lặng xuống, mình có thể nói chuyện với con một cách bình an được như vậy, là quý vị biết quý vị tu có kết quả rồi đó. Quý vị đã có thiền rồi đó. Quý vị đã có tịnh là quý vị niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng trong cuộc sống hàng ngày. Ở đây Pháp Hòa muốn nói một điều là làm gì thì làm, mỗi ngày chúng ta phải có một ít thời gian để chúng ta điều phục tâm ý. Nói cách khác là tịnh tâm, nói cách khác là tu tập. Có nhiều người sẽ nói tụng kinh cho con vẹt mà tụng làm cái gì, tụng không hiểu tụng chi. Chính người ta không hiểu người ta mới sẽ tụng. Có ai mà không tụng mà hiểu đâu. Mà nếu không hiểu mà không tụng thì chẳng lẽ không tụng sẽ hiểu hơn người tụng sao? mình không hiểu thì mình phải tốn. Thí dụ như con mình nó đọc bản cửu chương 2 lần 1 là 2, 2 lần 4, nó nói ba ơi khó quá, con học không thuộc. Vậy thôi được rồi, con khỏi học. Mình không bao giờ mình nói vậy. Không sao, con thuộc nửa bài dùm cho ba thôi. 2 lần 2 là 4, 2 lần 6 là 8, 2 lần 5 là... Vậy là mình cũng thứ thiệt rồi đó. Quý vị đừng tưởng qua không biết nha. Không, Hòa đang thử coi có ai ngủ không á. Giờ tỉnh rồi phải không? Làm sao mỗi ngày mình có 15-20 phút. Ví dụ như hồi nãy á, cái plan của mình từ đầu là tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng bây giờ ở đây mình 500 người mà kinh thì chỉ có 200 quyển. Cho nên bây giờ mình biến, cũng là tụng kinh, nhưng mà thay vì tụng kinh Pháp Hoa thì mình tụng kinh Pháp Hòa. Tức là mình có thể tụng một bài kinh Chú Đại Bi, mình niệm Phật vân vân, cái gì mà người khác có thể hiểu, có thể thuộc, và mọi người không phải bận rộn cái chuyện đi tìm kinh sách. Có thành thời kinh không? Cũng thành một thời kinh. Mà quý vị tụng như vậy, sự tịnh tâm có tương bằng với tụng kinh Pháp Hoa không? Nó cũng giống thôi. Ở đây Pháp Hòa không muốn nói là tu thiền, tu tịnh cái nào hơn, cái nào thấp. Pháp Hòa chỉ xin quý vị làm sao mỗi ngày mình có thời gian cho mình. Mà nếu mình có thời gian cho mình thì 20 phút đó sẽ là những cái giây phút mình độ mình và độ gia đình, độ người xung quanh. Bởi vì chỉ có người tịnh tâm, tâm định tĩnh mới có sáng suốt. Mà có sáng suốt thì mới giúp đỡ cho mình, cho người thân mình được. Có nhiều khi quý vị chạy tới quý thầy, thầy ơi thầy giúp con cái này, thầy giúp con cái kia. Không lẽ thầy nói trời ơi tôi cũng khổ muốn chết nè. Quý thầy cũng ngồi để thầy giúp cho, để thầy cầu an cho, để thầy cầu này cho. Mà thầy vừa tụng kinh phục nguyện cầu an mà tay cũng rờ xuống bóp. Hỏi Phật tử bệnh gì? Dạ con bệnh đau nhức. Thầy tụng kinh giùm con mà thầy cũng đang đau nhức đây. Miệng ở trên thì vẫn cầu an cho Phật tử, mắt vẫn ngó tên đọc mà tay đưa chúng ngồi tự bóp. Tôi tự tôi cầu an cho tôi nè, ai biết đâu. Cho nên á, ở cái chỗ là một cái vị thầy có sự định tĩnh thì không có làm cho Phật tử người ta cảm thấy người ta không vui khi người ta đến với mình. Không phải là mình giả dối, nhưng mà mình biết sự nhẹ nhàng để đưa Phật tử trở về với cái sự bình an của họ. Tất cả mọi cái khổ đau phiền não xung quanh mình là do mình thiếu cái bình tĩnh. Mình đã nói gấp quá, mình đã quyết định nhanh quá. Có những cái công ăn việc làm mà mình mất tiền rất nhiều là do mình hấp tấp, mình quyết định một công việc. Mình nghe và có nhiều cái cơn giận mình nổi lên là vì mình chỉ nghe mới có 1/3 câu chuyện thôi. Mình chưa nghe hết câu chuyện là mình đã nổi giận rồi. Thành thử ra mình biết rằng mình đã dấp phải bao nhiêu lần thì tại sao mình lại tiếp tục? Thì thế là bây giờ sự tu hành mình phải cần có mặt. Quý vị ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, tụng chú, bất cứ cái gì cũng được hết. Chỉ mong sao quý vị có thời gian mình làm việc đó mỗi ngày. Rồi sẽ đặt một câu hỏi là như vậy thì tụng giờ nào tốt? Giờ nào cũng được hết. Ở trển không có đóng cửa. Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ mấy bà cụ á, đi cúng mỗi tối mà phải canh giờ. Qua 8 giờ tối là nhất định không thắp nhang. Mình mới hỏi tại sao bác không thắp nhang? Nó ở trên cõi trời đóng cửa rồi. Mình mà có gửi nhang lên trển, mình cầm mình khấn cửa thiên đình đóng rồi, đâu có cho lời cầu nguyện của mình vô tới trong nữa đâu. Mà nhất định không. Rồi mỗi lần mà lên thắp cây nhang á, nhà nào cũng có một cái chuông hết á. Mình tưởng đâu là tu dữ dội lắm nghe, mà tới hồi hỏi ra mới biết gì biết không, gõ cho chảnh biết mình tới nơi. Có nhiều bác á, hồi Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ leo cái thang mà bằng cái tre đó, cái thang tre đó, leo tới nóc vậy, bon bon bon, Nam Mô Di Đà Phật, chín phương trời mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh cho con tu niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thủy, huệ khẩu. Là một hơi xong bắt đầu cho chồng con, cho con, cho cháu con. Từ một cái nhang nó cao dày mà xuống còn có một khúc à, cắm cái nhang luôn. Bon bon bon, hỏi bác gõ làm chi vậy? Cho chảnh biết. Chứ đâu phải có cái chuông là để mình thỉnh lên mình tịnh tâm đâu. Mà hễ mà ai mà tụng kinh tối là lại không cho tụng, đó là chảnh đã đóng cửa ngủ hết rồi. Thật bây giờ quý vị, nếu ai mà từng hiểu như vậy, bây giờ cũng không cần hiểu như vậy nữa. Bởi vì tụng kinh là cái giờ phút mình tịnh tâm, chứ ai nghe đâu, Phật có nghe gì mình nói đâu. Từ ngay cái câu của người ta là ram mà mình đọc án lam mà Phật cũng ngồi chịu trận. Cho nên bây giờ ở nước Mỹ mười mấy 20 năm mới chế cái dàn karaoke, chứ Phật đã ok từ lâu rồi. Cho quý vị thấy Phật bắt ấn kiểu này không? Con ca kiểu nào cũng ok hết. Phật có nhiều ấn lắm. Mình mà chỉ có sợ là mình ca vô không ok thôi. Chứ còn có ca ra là có ok. Có một vị La Hán, ông La Hán đó, ông ngồi ông cầm cái cây giấy ta, ông quấy lỗ tai. Cái La Hán đó gọi là La Hán Khoái Nhỉ. Khoái là khuấy, nhĩ là cuộc sống của mình thỉnh thoảng cũng làm La Hán Khoái Nhỉ. Bây giờ mình không hiểu tiếng Hán, ai nói gì trật lất khoái nhĩ. Thay vì mình nói bực nhã, bây giờ nói cái gì ra mình cũng khoái nhĩ hết. Có một vị La Hán, ông ngồi về không tét cái lồng ngực ông ra. Mở cái lồng ngực ra thì trong đây có một cái hình Phật. La Hán này gọi là La Hán Khai Tâm. La Hán Khai Tâm. Có một vị là thật sự La Hán, đúng ra là từ bên truyền thống Ấn Độ là có 16 vị thôi, chứ không phải 18 vị đâu. Có 16 La Hán thôi. Nhưng mà khi đi về tới Trung Quốc á, sanh ra 2 vị nữa. Tại vì người ta quan niệm rằng có nhiều cái thuyết. Có nhiều thuyết thì cộng người thứ 17 là Ngài Huyền Trang, thứ 18 là Ngài Đạt Ma. Vì Đạt Ma là bên Ấn Độ, ở bên Ấn Độ qua Trung Quốc cho nên ta áp vô. Có nhiều người thì người ta để thứ 17 là Ngài Di Lặc, Bố Đại Hòa Thượng theo truyền thống của Trung Hoa. Có người thêm là ông Tế Công Hòa Thượng là thành 18. Có người thì thêm một vị thôi, tức là thêm Ngài Huyền Trang và thêm cái tác giả mà vẽ ra cái bộ tranh 16 La Hán ở tại Trung Quốc đó. Thì sau này có 2 vị ta thêm vô là Hàng Long Phục Hổ. Trong cuộc sống của mình hàng ngày nhiều khi mình cũng sẽ có những cái công việc mình phải làm là Hàng Long Phục Hổ. Khi mình có sự định tĩnh được như vậy, mình sẽ điều phục được những cái phiền não của mình. Và mình sẽ linh động trong cuộc sống. Linh động lắm. Quý vị thấy nhiều khi mình có khách đột xuất, mình sẽ đi xuống bếp, mình sẽ làm thức ăn cho khách, mà không bao giờ để cho khách biết là mình đang hối hả. Khách tới mà không báo, rồi mình phải lo thế này thế kia. Nhẹ nhàng và không để cho khách biết. Và mình có thể có vài món ăn đãi khách. Và khi lên tới bàn thì cái câu nói khiêm tốn của mình là gì? Mời ăn đạm bạc. Thành thử ra cuộc sống có những cái nó đến với mình bất tử lắm, nhưng mà mình không làm cho người khác khó chịu. Phong Hòa ví dụ như ở trong chùa, khi mà dọn cơm ăn á, ngày thường trong chùa ăn cơm á, thì ăn thì ăn bằng cái muỗng, gắp thì gắp bằng đôi đũa, hoặc là mỗi một dĩa đồ ăn có một cái muỗng riêng. Và không bao giờ mình lấy cái muỗng, cái đũa ăn cơm của mình mà mình đụng vào những cái dĩa công cộng. Bởi vì thứ nhất, mình làm như vậy thì lỡ mình bị bệnh cảm hay cái gì đó, mình có thể lây bệnh cho người. Và đồng thời thức ăn không thể giữ được lâu, vì mỗi người dùng xong rồi đưa vào trong đó thì thức ăn nó dễ bị hư. Đó là chưa nói cái người ngồi ăn, ta thấy cái ta gớm, ta không dám ăn nữa. Cho nên mình để tránh những cái trường hợp như vậy, nhà chùa ăn rất kỹ. Là ăn thì ăn, hoặc là mình ăn đũa, muỗng thì gắp thức ăn, múc thức ăn. Còn không thì mình ăn muỗng, đũa gắp, sao cũng được, miễn là mình cái muỗng gì mình dùng thì không va chạm vào đó nữa. Nhưng mà có những vị người ta không có quen, người ta ăn kiểu ở nhà người ta quen rồi. Mà đặc biệt là ở Việt Nam, hồi nhỏ mà nhớ đi chùa, bây giờ quý vị thấy đem mỗi bàn ra vậy, một cái tô canh gì ăn lùa. Mà có nhiều người có cái thói quen ăn xong rồi gấp đôi đũa vô trong tô canh mà còn rửa như vậy nữa chứ. quay vậy. Đó là mình thấy là thôi rồi, cái tô canh là mình không ăn nổi. Mà hồi đó Việt Nam mình không có cái đó. Vì qua đây mình sống mấy chục năm ở cái cách của phương Tây thì mình lại quen, mình ảnh hưởng cái cách phương Tây. Không phải là mình cầu kỳ gì, nhưng mà mình sống một thời gian với cái gì rồi nó thành cái thói quen cái đó. Thì mình thấy là ăn khoa học là ăn như vậy đó. Ăn khoa học nghĩa là ăn mà không bao giờ đụng chạm. Nước tương là mỗi người một chén, còn không thì chén chung, nhưng mà phải múc muỗng ra ngoài. Ăn như vậy gọi là ăn khoa học. Còn ăn mà cái món ăn đó, không, nó vừa ngọt, nó có vị ngọt, nó có vị chua, nó có vị giòn, như là một dĩa gỏi. Gỏi là nó giòn, nó chua, nó ngọt, mà thỉnh thoảng nó cũng cay cay. Cái trường hợp đó là đa vị. Ăn lịch sự là ngồi ở chỗ nào, ăn như thế nào, gọi là ăn lịch sự. Ăn không gây bệnh cho người, gọi là ăn khoa học. Ăn mà để ra một cái dĩa chung rồi mọi người chia với nhau ăn, gọi là ăn cộng đồng. Ngồi ăn cơm với nhau, thỉnh thoảng gấp nhau cho ăn mà không đũa, lấy đũa của mình gấp mà rất lịch sự, gọi là ăn về ăn thân mật. Người Việt Nam mình ăn có bài bản lắm. Thì ở đây Pháp Hòa nói dài nhiều như vậy là chỉ muốn nói rằng khi cái tâm mình nó có sự định tĩnh thì mình sẽ uyển chuyển giải quyết được nhiều vấn đề mà chúng ta mừng lắm. Sau khi mình giải quyết được, mình thấy là cái sự tu của mình nó có kết quả. Mà nếu mình không hành giả thì mình mà không thực hành thì mình sẽ không thấy được cái điểm đó. Và mình nghĩ rằng cái này nó khó làm hay là cái này chỉ là lý thuyết. Cho quý vị nào mà tụng kinh đó mà không hiểu gì hết, vẫn cứ tụng đi. Vị nào mà tụng kinh mà tâm cứ lo ra, không có tập trung và sợ tội, cũng đừng sợ tội gì hết, cứ tiếp tục tụng đi. Vị nào tụng kinh mà tụng cứ trật chữ hoài, sợ tội, không có tội gì hết, tại Phật dò không có kịp đâu. Những cái đó nó chỉ là những cái sơ ý của mình. Ngay cả khi mình lo ra mình đâu có muốn đâu, mình muốn tập trung mà. Nhưng mà từ những giây phút đó mình mới thấy quả thật cái tâm của mình nó cần tu, nó cần điều phục nhiều lắm. Mà bây giờ thả lỏng nó luôn, thôi tụng kinh mà không tập trung mà suy nghĩ tầm bậy tội chết, tụng kinh không hiểu tụng chi. Rốt cuộc những lý do đó nó sẽ không làm cho mình tiếp tục con đường mình. Thì cái này gọi là cái gì? Chướng. Chính chư Phật chư Tổ, chính vì biết rằng chúng sanh mình bị những cái này cho nên các ngài mới chế ra những cái này để cho điều phục cái tâm. Chứ đâu phải các ngài thật sự mình, Phật giáo không hề có một cái gì gọi là nghi thức tụng niệm hết. Không hề có một cái gì gọi là kinh Nhật tụng cả. Những cuốn đó là do chư Tổ sau này soạn lại, lấy những lời kinh ý Phật tập hợp thành một nghi thức để cho chúng ta tu tập, điều phục cho hàng Phật tử chúng ta tu tập. Chớ các ngài, chứ nguyên thủy không hề có một cái gì gọi là kinh Nhật tụng cả. Là do các tổ thấu rõ được cái tâm bệnh của chúng sanh. Mà bây giờ biểu tụng thì quý vị sẽ hỏi tụng gì? Thì bây giờ thay gì như vậy thì các ngài soạn sẵn luôn. Buổi sáng tụng gì, buổi trưa tụng gì, buổi tối tụng gì, an vị Phật tụng sao, chia ra những cái thời như vậy để cho chúng ta có khái niệm thôi. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình đi tụng kinh cầu an cho người ta, người ta đang bệnh, người ta muốn an, mình tụng kinh Di Đà được không? Được như thường chứ có sao đâu. Phật có bao giờ Phật nói trong kinh là kinh Di Đà này chỉ để tụng cho những đám chết đám tang, còn Phổ Môn Phẩm này để tụng cho cầu an bệnh tật? Không có cái câu đó trong kinh. Mà cái phẩm Phổ Môn á, nó không phải là một cái kinh cầu an gì cả, nó là một phẩm ở trong cái cuốn Pháp Hoa mà. Nhưng mà bởi vì cái tín ngưỡng của phần lớn Á Đông, phim đại thừa của mình là tin Đức Quan Âm cứu khổ, cho nên lấy cái phẩm, trích cái phẩm đó ra làm quyển kinh riêng để gọi là nghi thức cầu an. Chứ có cái gì gọi là nghi thức cầu an đâu. Bây giờ quý vị đến nơi cái đó thời gian không có, bây giờ lượt cái phẩm Phổ Môn luôn, tụng bài Chú Đại Bi, bài Bát Nhã rồi hồi hướng cũng là cầu an. Thậm chí giờ không có thời gian nữa, niệm 10 hiệu Đức Quan Âm cũng là cầu an. Cầu an là quan trọng cái năng lượng bình an của mình gửi cho người đó. Tụng tràn gian đại hải mà tụng xong phiền não, nó trời tụng gì mà dữ vậy. Đang tụng mà đã khởi phiền não rồi, tại vì tụng quá nhiều. Cho nên không có cái gì gọi là nghi thức. Bây giờ thế nào gọi là nghi lễ? Chữ nghi là hình thức, chữ lễ là bày tỏ lòng cung kính. Nghi thức này, lễ là cung kính, mà nghi là hình thức. Hình thức để bày tỏ lòng cung kính. Cũng giống như xin mời bác lên phát biểu vài lời. Cái ý chính người ta muốn nghe là bữa nay ông lên đây, ông mời tôi tới đây làm chuyện gì. Nhưng mà không ai bước lên đó, hôm nay tôi tới đây mời quý vị ăn, thôi mời quý chúc quý vị ăn ngon nha, đi xuống. Không có. Ông nào cũng bước lên, kính thưa. Người nào lớn thưa trước. Kính thưa quý cụ, quý bác, quý cô, chú gì đó. Rồi cuối cùng mình nói hôm nay gia đình chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp quý vị. Thế này thế kia. Ta nói có mở đầu, có ý chính rồi có kết thúc thì nó ra bài bản. Thì nghi thức cũng vậy thôi. Đầu tiên trước khi mà mình vô, không lẽ ngồi xuống cái khai tụng liền, cái bắt đầu phải khen Phật cái. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Khen Phật xong rồi không lẽ khen đứng ngó. Khen thì phải lễ. Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Rồi cuốc xuống ba cuốc. Mà thật sự chỉ cần một cuốc là đủ. Tại cái câu đầu nè, Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai, thập phương chư Phật, tôn Pháp, hiền thánh tăng, thường trụ tam bảo. Câu đó là đủ quá khứ, hiện tại, vị lai, hư không pháp giới này, Phật Pháp Tăng mình lễ hết rồi. Còn gì nữa đâu lễ. Vậy mà vẫn làm câu thứ hai, Nam mô ta bà giáo chủ. Mà ta bà giáo chủ là thuộc Phật bảo rồi. Bổn sư Thích Ca Ni Phật, tương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Có nhiều người tụng lộn tương kho nữa nè. Những cái danh hiệu Phật sau này gọi là biệt thể Phật bảo. Chứ còn hồi nãy mình tụng cái câu là tổng thể tam bảo. tổng thể tam bảo, mình đọc một câu đó mình lại xuống, một lễ của mình là biến khắp pháp giới rồi. Nhưng mà bởi vì cái lễ nghi thì có đủ 3 lễ, cho nên các ngài chế thêm 2 câu. Thật sự những câu đó là mấy tổ chế không đó, không có kinh gì của Phật đâu. Chỉ có cái đoạn kinh chính thức là đem lời Phật ra tụng. Nhưng mà cứ trước khi tụng lời của Phật thì mình có cái lễ nghi đầu. Xong rồi, hồi nãy trước khi tụng cũng đọc bài nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Vậy mà lát khai chuông mỏ tụng tiếp lư hương xạ nhiệt pháp giới mong huân. Nó là trùng ý. Giống như tụng nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết, tụng xong rồi tam tự quy y, cái nguyện đem công đức này. Đó là mình lặp lại cái câu hồi nãy. Cái câu cuối cùng là nguyện dĩ thử công đức. Giờ bất quá một bên là tiếng âm Hán, một bên là tiếng Việt vậy thôi. Mà hãy thiếu cái bài đó, nói bữa nay tụng kinh thiếu, tụng rồi không có hồi hướng. Hồi nãy ta hồi hướng rồi, nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết trong cái bài hồi hướng đó. Cho thưa đại chúng, quý vị đừng có phiền não gì hết. Lỡ ai mà người ta có gọn gãy một cái nghi lễ, hay người ta gọn gãy thì cũng là một nghi thức, dài dòng cũng là một nghi thức. Nhưng mà cái người dài dòng là bởi vì người ta biết là thời gian có. Pháp Hòa ví dụ, người ta mời đi tới tụng đám tang, 11 giờ mới đưa đám, mới 9 giờ có mặt rồi, dư 2 tiếng đồng hồ giờ làm gì, bắt đầu bài kinh ra tụng. Mà tụng mà giỏi lắm là 1 tiếng chứ nhiêu. Cho nên tới cái chỗ mà niệm A-di-đà là cái ông chủ lễ ông cầm chuỗi ra ông lần. Ông niệm đâu chừng 45 phút vậy đó, để cho cái thời gian nó kéo dài quá, để một lát nữa kết thúc là đi là vừa. Chứ nếu mà không tụng nữa thì bắt đầu xong rồi cái trời chị khỏe không? Bữa nay chợ cũ bán gì, chợ mới bán gì, chợ gạo bán gì, nói đủ thứ chuyện. Thì cái đó làm ồn trong cái đám tang của người ta. Thì thầy chủ lễ thầy linh động, thầy không cho mình nói chuyện nữa mà thầy bắt mình nói với Phật. Đó là cái sự uyển chuyển linh động của một vị chủ lễ, chứ không có gì hết á. Thì Pháp Hòa rồi bây giờ quý vị định á, là 7 giờ tụng kinh mà tối nào cũng vậy rồi. Cái tự nhiên mới có 6 giờ 45 con nó kéo một bầy bạn nó về. Nó bày, nó ăn, nó uống. Bắt đầu mình mặc áo tràng vô, đi mạnh dép lên chút cho nó biết là tao ra tới rồi nha. Bắt đầu mình dện 3 tiếng chuông. À, chi tâm đánh lê. Tụng sùm lên hết trơn. Trời ơi con nó. Mình biết con, cái chuyện tụng kinh là mình mỗi ngày. Chuyện con lâu lâu nó dẫn khách về, nó chơi là có lâu lâu mới có 1 kỳ. Mình dễ thương, ô bữa nay con có khách đó con. Thôi không sao, tụi con cứ chơi đi. Má vô trà phòng, má lần chuỗi niệm Phật. Ông Phật, ông happy vô cùng. Mình gì đuổi tống cựu nghìn tân. Tiễn dông. Mình đem Phật ra, à, chí tâm đánh lễ. Phật nói không cần lễ dữ vậy đâu. Tu làm sao mà thật là nhẹ nhàng. Mà chẳng những mình mà dễ thương như vậy, con nó appreciate mình vô cùng. Nó nói má tu rất là modern. Và lần sau nói con chở má đi chùa con, nó ok liền. Nói má bây giờ dễ thương hơn hẳn. Và mình, thưa đại chúng, là mình biết cách tu như vậy đó, người xung quanh mình người ta sẽ thoải mái với mình vô cùng. Còn không là người ta thấy mình tu mà người ta nói thôi chắc kiếp sau con không dám tu kiếp này, đặc biệt là tu với mâm. Trời đất ơi, ăn chay mà cử kiêng đủ kiểu hết, chén dĩa, nồi niêu, chảo, son, đũa, muỗng gì mà không sắm có bộ răng mới. Cũng bộ răng đó mà ngày hôm qua nhai rạo phùng chảo. Điểm sắm há cảo xíu mại gì nhai quá trời quá đất, ngày hôm sau đi tàu hủ. Cũng bộ răng đó mà hôm qua nhai thịt, bữa nay nhai rau, mà chảo nồi thì sắm tùm lum hết trơn. Nếu mà sắm chảo nồi để nấu chay thì phải sắm luôn 2 bộ răng. Một bộ nhai thịt và một bộ nhai rau. Bây giờ quý vị thấy tu thiền chưa? Thiền là nó trải dài trong cuộc sống vậy đó. Mình mà cà nhích lên, mình ngó mấy cái cây đồng hồ để tiền mà dư được đồng mà mình đậu xe vô khỏi trả tiền, trời ơi Phật độ. Còn thấy không? Phật độ má đó. Lái xe mà cà nhích mà ngó cái cây này coi có ai để trống không, mà chỗ nào mà người ta bỏ 2 đồng mà ta đậu không hết giờ đó, ta bỏ ta đi đó, cái để trống cái mình để vô mình đậu, cái trôi cho Phật độ. Vậy mà một bữa hôm khác mình đi tới một cái cây đồng hồ khác, mình bỏ 2-3 đồng vô, mình đậu xong mình đi ra mà còn dư giờ, tức trời. Thật thiệt là bực mình. Tại làm sao người ta dư mình đậu free thì mình kêu Phật độ, mà mình bỏ tiền dư mà người khác đậu mình tiếc hùi hụi. Vậy đó nha. Mà xây qua một thấy một người mà ăn xin, trời sao móc 50 bố thí cung dường. Nếu mình có thể bố thí được 50 thì mình cứ nghĩ rằng nếu mình không đậu thì người khác vô. Lúc đó mình khởi cái tâm mong ai vô đây đậu để người ta khỏi phải tốn tiền. Tu thiền ngay cái cây đậu xe. Chị hành hãy nhiêu bó hả chị? Dạ đồng. Mắc về bên kia có 99 sen nè. Mô Phật. Còn không cũng sẽ trả 1 đồng nhưng mà lấy thêm củ gừng này free. Cái bà kia mà sáng sớm bà gặp mình là bà xong rồi. Bà nói dạ thôi chị muốn gì chị muốn thì xong, bà kiếm bà mình vừa đi bà xếp giấy là bà đốt. Bà quơ. Vậy thì mình cái mục đích mình tịnh tâm để làm gì? Để mình sống và mình như vậy thôi. Mình sống là ngay trong cái cuộc sống này của mình. Ví dụ như mình đang tụng kinh mà con ở dưới nhà nó chiên, nó xào, nó nấu gì đó, tắt cái bếp, hôi quá chịu không nổi. Mô Phật. Ở dưới này nó cũng hỡi ơi với mình mà nó thấy mình tu khủng hoảng quá. Nhưng mà rồi nếu cái người mà họ không kềm chế được cái phiền não của họ, họ nói lên lại một câu: bà đi chùa ông thầy dạy bà tu vậy hả? Hay là con đi chùa con tu, thầy dạy con. Mà thầy có biểu gì đâu. Thành thử thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu. Điều thứ 5, lợi ích của người tu thiền, hay là lợi ích của sự tu hành của mình là tụng kinh niệm Phật, có cái lợi gì? Điều thứ 5 là gì? Chế. Điều thứ 4, Pháp Hòa xin nói lại, điều thứ nhất là quán xứ minh tịnh. Điều thứ 2 là biến khởi quán chư căn. Mình dịch cái này để cho nó dễ ha. Điều thứ nhất là mình có thể sáng suốt biết rõ mọi hoàn cảnh mình đang sống. Điều thứ 2 là mình có thể làm cho 5 căn tính tấn niệm định tuệ của mình mỗi ngày mỗi sanh trưởng tốt đẹp. Điều thứ 3 là mình có thể chế phục được cái tâm hành của mình, điều hành được nó. Điều thứ 4 là mình có thể điều chỉnh cái sự giải đãi của mình. Giải đãi là làm biến. Theo người xưa người ta định nghĩa, khi mà cái thân mình nó mệt mỏi kêu là giải, cái tâm của mình nó hạ liệt, nó đi theo đó gọi là đãi. Thường thường á, hễ thân mà mệt á, mà nó muốn ngủ nghỉ, nó muốn làm gì thì cái tâm nó sẽ chiều theo. Thân và tâm nó phối hợp thì nó thành ra giải đãi. Mà ngược lại sự giải đãi là tinh tấn. Ngược sự giải đãi là tinh tấn. Thế nào là tinh mà thế nào là tấn? Tinh là khi mình tin tưởng một sự việc, từ đó mình mới siêng năng mình làm. Cái tuần rồi có một chú tiểu hỏi Pháp Hòa: chú thấy Pháp Hòa biết bao nhiêu công việc mỗi ngày, nào là đi đám, rồi đi thăm bệnh ở bệnh viện, rồi phải tiếp xúc Phật tử, giải quyết những chuyện khó khăn trong gia đình họ, rồi phải tiếp xúc mấy đứa nhỏ, rồi việc, rồi tay, đủ việc hết mà băng. Nó không thấy Pháp Hòa có thời gian nghỉ. Mà giờ đâu mà thầy... Thì chú mới hỏi Hoàng câu. Chú nói: thầy, tụi con bây giờ chỉ có ăn với học không mà sao không thuộc gì hết trơn. Còn thầy thì giờ đâu hồi xưa thầy học kinh. Thì Pháp Hòa mới nói với chú: hồi nhỏ thầy đi học á, chưa bao giờ trong đầu thầy mà nó rời kinh một chữ một lúc. Sáng ra đi đón xe bus đi học, trong giỏ có cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách, móc ra: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng diêu nhi cộng thành. Cất vô. Rồi là trên xe bus nhai câu đó. Đến khi nào thuộc 4 câu đó là đọc 4 câu kế. Mà học kinh học vậy không? Nghĩa là trên xe bus, trên đường đi học là học kinh. Vừa ra khỏi chờ, bây giờ mình nói tiếp một chút nữa là mình nghỉ nha. Cái điều thứ tư là mình có thể chế phục được cái sự lười biếng của mình. Thí dụ như là đại chúng thấy rõ ràng, ngày nào mình tụng kinh thì giờ đó mình cũng tụng, hay là mình niệm Phật, hay là mình ngồi thiền, hay là mình trì chú. Nói chung là ngày nào mình làm cái gì thì mỗi ngày mình vẫn làm. Nếu không có hoàn cảnh gì đặc biệt thì mình cứ giữ cái giờ đó. Nhưng mà lỡ hôm nào có những hoàn cảnh đặc biệt, như nhà có khách hay là có công việc đi đâu, quý vị bỏ cái giờ đó. Nhưng mà nếu sau khi xong việc trở về mà sức khỏe còn được, thời gian mình có thì tiếp tục tụng, và không cần phải lo là tụng như vậy có sao không. Nếu ai đó mà lỡ vì đi làm, ca làm việc của mình nó thay đổi liên tục, thì quý vị cũng tùy thuận theo cái ca và giờ của mình mà tụng kinh, mà ngồi thiền, mà hành trì, chứ không có gì lỗi cả. Ở đây mình tu á, là cái sự tu của mình nó tùy thuận vào cái đời sống thường nhật của mình, thuận theo cái chúng sanh, thuận theo cái đời sống của mình. Bởi vì đời không có rời đạo, đạo không có xa đời. Đời mình như thế nào thì mình sẽ ứng dụng cái đạo mình tùy thuận theo cái hoàn cảnh của mình. Pháp Hòa có rất nhiều em Phật tử ở bên Hàn Quốc, lấy chồng Hàn Quốc. Và đa số người Hàn Quốc là họ đạo Tin Lành. Và các em kể đó, chỉ cần mà gia đình chồng thấy một quyển kinh Phật thôi là la rầy dữ lắm. Cho nên nó giấu, nó không dám cho thấy cái quyển kinh đó. Khi nào mà gia đình chồng đi vắng, nó đem quyển kinh ra, nó dựng ở trong phòng đó. Rồi nó lại quyển kinh đó, rồi nó mới lấy quyển kinh nó tụng. Mà có nhiều em đó, nó tụng kinh gì nó cũng tịnh tụng thành thần chú hết đó. Hiểu ý không? Là vì tụng cho lẹ để rồi cất, sợ gia đình chồng về. Dù đó là một bài sám, ví dụ như đệ tử chúng con từ vô thể, đâu đệ tử chúng con từ vô thể quy mà tôi làm mê chúng con Đại Bi vậy đó. Nó tụng giống như là nó tụng chú Đại Bi, nhưng mà lúc đó cái tâm nó thành khẩn nó tụng, vì nó nhớ quá. Thì nó hỏi thí dụ như lỡ hôm nào con niệm Phật mà con không có hình Phật vậy được không? Thì Pháp Hòa mới nói lúc nào cũng được hết. Thậm chí là có đứa nó không dám ra phòng khách, thì mẹ ba chồng đó ở phòng khách, thì nó ở trong phòng nó tụng kinh. Ở đây Pháp Hòa mới nói là đời sống họ như vậy thì họ phải chấp nhận tu theo cái đời sống đó thôi, chứ Phật bắt họ hơn làm sao được nữa, hay là mình bắt họ làm sao được. Cho nên ở đây á, mình ở trong đời mà mình vẫn có đạo. Cái chữ đạo ở đây nghĩa là tâm linh của mình biết hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Ba cái câu đó là định nghĩa của chữ Pháp. Thế nào là Pháp? Thế nào là Phật Pháp? Phật Pháp là giúp cho mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Hướng thượng là tâm mình không có hướng, đưa tâm mình xuống hướng hạ. Hướng thiện là mình biết hướng về điều lành. Hướng giải thoát là mình vượt những sự ràng buộc. Ví dụ mình không có ăn trứng gà, mà lỡ người ta đem cái bánh bông lan đến, một là mình không ăn, hai là cứ ăn chứ hỏi để tôi móc trứng gà ra, không được. Giải thoát nghĩa là mình ăn muốn bông lan nhưng mà mình không có gì phiền muộn, còn mình không ăn thì cũng không sao cả. Ví dụ như là Pháp Hòa là không ăn hành, không ăn ba rô, không ăn tỏi. Bây giờ quý vị múc thức ăn mà lỡ có cái đó thì Pháp Hòa không ăn được, thì Hòa chỉ cần đẩy nó qua bên rồi mình ăn được cái gì trong đó mình ăn. Trời ơi, lấy ra cái này vô là tôi mất hết. Không có cần như vậy. Quý vị biết có những lúc Pháp Hòa đi những cái chuyến bay dài mấy chục giờ đồng hồ mà không có một miếng đồ chay ăn. Họ bưng mâm gì ra Pháp Hòa cũng lấy hết á. Biết gì không? Để mình ngó coi ăn được gì. Rồi thì ăn được miếng táo, miếng bánh mì gì trên đó ăn. Còn cái nào mình ăn không được thì cái người kế bên người ta ăn giùm. Bây giờ mình cự với cái người chiêu đãi viên, tôi ăn chay, họ biết là cái gì? Họ không cần biết mình là ai. Đặt thì họ đưa tới, còn không đặt thì họ không đưa. Dù mình là ông tổ cũng vậy thôi. Thành thử ra mình, nếu mà ngay trong cái chuyến bay đó mình có Phật Pháp là mình sẽ có hướng giải thoát. Giải thoát là mình sẽ giải quyết cái phương thức ăn uống trong lúc này bằng cách nào. Giải thoát là mình sẽ đối diện với công việc này và mình sẽ làm gì trong lúc này. Đó là cái ý nghĩa của Phật Pháp. Và quý vị thấy là bây giờ á, cuộc sống của mình ở đây là mình đi làm K3 hay là K2, K1 hay là mình như thế nào cuộc sống hàng ngày, thì mình hãy dụng cái giờ của mình có được, mình ứng dụng mình tu. Cái đó gọi là đem đời vào đạo. Xin lỗi, đem đạo vào đời. Mình đâu có cần làm cái gì ghê gớm đâu, mà mình không hề trì trệ và lười biếng trong cái sự tu của mình. Đó gọi là tinh tấn. Nghĩa là con vẫn siêng tu, nhưng mà con biết uyển chuyển thời gian của con tu để con không lấy, con không lợi dụng. Đây một cái giải đãi khác. Có một ví dụ, mình hứa là mỗi tháng mình ăn chay mùng 1 rằm. Bữa nay mùng 1 mà mình quên, mấy đứa nhỏ nó làm breakfast có gì đó mình ăn xong cái đi lại xé lịch cái chà, bữa nay mùng 1. Cái mới nhớ trực là sáng mình đã ăn đồ mặn rồi. Nếu mà mình tinh tấn á, mình sẽ nhớ trực lại là ngay cái giây phút mình nhớ trực là hôm nay ngày chay, thì từ giây phút đó cho đến thấu ngày hôm sau là mình chay. Còn không là ô thôi lỡ rồi ăn đi rồi mai tính. Cái này là hiện tượng của giải đãi. Mình hứa Phật phù hộ cho con qua cơn bệnh này, con ăn chay 3 tháng. Mà bây giờ 20 năm rồi chưa ăn tháng nào hết. Với cái lý do là bây giờ ăn một tháng mất sức. Nhưng nếu cái người mà người ta tinh tấn và người ta không hề giải đãi, người ta sẽ chia cái thời gian ra ăn. Thôi bây giờ tuần mình ăn 2 ngày, ăn riết đến khi nào cộng đủ 90 ngày con vẫn ăn chay. Thật sự Phật không hề bắt lỗi mình, trị phạt mình, dù cho mình quỵt luôn câu nói đó. Mình có quỵt luôn Phật cũng ok thôi, không ai bắt tội lỗi gì mình cả. Nhưng mà mình sẽ tự cảm thấy mình khó chịu với chính mình, vì mình đã hứa một cái điều mình không làm được. Mà mình có cảm giác người đời mình hứa với nhau mình còn khó chịu, huống chi mình hứa gì ở trển. Mình thấy khó chịu vậy thôi, chứ còn Phật không hề bắt tội lỗi gì mình cả. Mà lỡ trong cuộc đời sống đó mà có những bất trắc gì xảy ra thì quý vị nhớ cái đó không phải do Phật, đừng có đổ thừa qua Phật. Thế từ ngày hứa mà không ăn đó xui suốt luôn. Rồi có những thầy mà ta ăn chay trường từ nhỏ tới lớn ta cũng xui hoài, rồi ta nói làm sao? Thật là không có cái chuyện đó. Không có chuyện là mình hứa rồi mình không làm rồi Phật quở mình. Mình nghĩ là Phật quyền năng như vậy, thật sự ra mình đang hạ Phật, mình đang làm cho Phật giảm cái giá trị của một vị Phật. Giá trị của một vị Phật ở đâu mà chỉ để bắt phạt người ta khi người ta không ăn chay 3 tháng đủ. Mình nghĩ mình nói như vậy là mình đưa Phật lên, nhưng mà thực sự không phải. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng sẽ ứng dụng cái sự siêng năng của mình bằng cách nào. Và chúng ta không hề có cái chuyện là thôi đợi khi nào con ăn được rồi con ăn luôn, còn bây giờ ăn lắt nhắt quá không được. Nhưng mà nếu mình không thực hiện, thí dụ lỡ vô thường nó đến với mình, thì có lẽ mình không thể nào hoàn tất cái lời nguyện này được. Có nhiều người hứa cạo đầu. Lúc đi vượt biên á, tàu sắp chìm rồi hứa con mà lên tới bờ rồi á là con cạo cái đầu liền. Lúc này là sao? Thập tử nhất sanh. Cho nên là trời mình sẽ nói một câu: xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chốc. Lên trên bờ rồi cạo rồi mấy tháng sau là mọc liền. Vậy mà 40 năm rồi lời hứa vẫn chưa thực hiện. Cũng sống bình thường có sao đâu, Phật có nói gì đâu, nhưng mà trong lòng khó chịu hoài cái lời hứa đó. Thì bây giờ mình lên trên, mình tự mình cạo cái đầu của mình, hay là mình xuống tóc gì đó, đó là lời nguyện. Mình không xuống cũng chẳng sao, mà mình làm gì cũng được hết, cái đó Phật không hề nói gì mình. Nhưng mà tự trong lòng mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu vì khi mình nói điều đó mình không làm. Ở đây Pháp Hòa chỉ nói sự tinh tấn của mình. Nếu mình biết mình có sự siêng năng thì mình sẽ biết uyển chuyển ứng dụng như thế nào để cho cái sự tu của mình nó có mặt với mình trong mỗi ngày. Cũng giống như quý vị thấy hôm nào mình ở nhà mình ăn cơm không được, bận quá ngồi ăn được, cái quý vị làm sao? Bới một hộp lên xe ăn, thậm chí làm món mì ăn, thậm chí kiếm một cái cây snack ba nhai sao miễn cho nó no bụng giảm đói. Nếu mình tu như thế nào mà y chang như mình cứu chữa cái đói của mình trong khi mình bận rộn, vậy là mình ok rồi đó. Khi mình đói bụng, mình bận khách quá, mình không thể nào mình ăn cơm được, thì mình chạy vô bên trong mình ăn một cái cây kẹo cái gì đó để giảm cái đói của mình, uống một ly sữa. Thì sự tu của chúng ta cũng như vậy. Có thời gian thì tụng thời kinh, không có thì ngồi niệm Phật tịnh tâm 5-10 phút, sao cũng được. Nhưng mà thể hiện được là ngày hôm đó mình có sự nỗ lực. Trong cái vấn đề tình cảm hàng ngày, mình cũng phải siêng năng hàn gắn. Thí dụ như mình với người kia có vấn đề, mình xin lỗi xong rồi mà người kia vẫn giàu giàu với mình. Nếu mình có tâm phục thiện và mình thật sự muốn hàn gắn thì mình sẽ cố gắng tiếp. Tại vì không có cái dấu hàn nào mà hàn một lần mà nó dính. Mà nếu mà gặp lúc hàn ngay mùa đông thì nó lại càng không dính nữa. Có một cái gia đình đó đổ vỡ hết, vợ chồng không nói chuyện nhau, con cái không nói chuyện được với ba mẹ. Thì một ngày đó Pháp Hòa tới ngồi với gia đình, thì cuối cùng thì cả gia đình ngồi lại và đồng ý với nhau là sẽ hàn gắn lại hết. Thì đứa con gái đó, một tháng sau nó tới nó nói với Pháp Hòa là ba con không cảm thấy là ba con làm cái điều này real, có cái gì đó nó fake ở trong đó, giả trong đó, có cái gì đó miễn cưỡng trong đó. Thì Pháp Hòa nói liền, chưa kịp hỏi ba nó nhưng mà Pháp Hòa có thể đoán được. Pháp Hòa nói con biết làm sao không? Con với ba con mười mấy năm không nói chuyện rồi, bây giờ chỉ có một tháng mà con biểu ba con ngọt ngào với con nhỏ nhỏ, ba con khó làm lắm, con phải thông cảm. Và con phải để thời giờ cho ba con, mới đầu làm giả nhưng mà từ từ nó sẽ thiệt. Ở đây đám cưới giả thiếu gì. Mà đám cưới giả mà cuối cùng thành thiệt làm sao? Thành thử ra con hãy để cho ba con có thời gian làm việc đó. Khi mà Pháp Hòa gặp ba nó, Pháp Hòa ngồi xuống và nói, ổng khóc. Ổng khóc và ổng nói rằng thầy đã hiểu được cái nội tâm của con. Bây giờ tự nhiên con gặp con ăn cơm không con, khó nói lắm. Giống như mà hồi mới quen mà cái câu đó mình nói được, chứ hai ba đứa con rồi mà biểu nói kiểu đó khó nói lắm. Đặc biệt là mới ngày hôm qua, thở vào chén bay, thở ra dĩa bay. Mà hôm Chủ nhật đi chùa, thở vào hoa nở, thở ra trúc lây, tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày. Nhưng mà về nhà là thở vào, thở ra gì chén dĩa nó bay vèo vèo. Thì mình thấy sẽ khó làm lắm. Mình phải, mà nhất là người của mình đó, người Việt mình làm cái đó khó hơn người Mỹ. Người Mỹ họ dễ lắm. You có thích cái đó không? Oh, it's wonderful, I love it. You want some more? No thanks. Người Mỹ họ đơn giản vậy đó. Rồi người Việt của mình đó thì nói mấy cái đó thì hơi khó. Tại vì mình là mày tao, ông bà là nó quen rồi. Bây giờ mình nói những lời ngọt ngào thì nó hơi khó nói. Nhưng mà cái gì cũng phải tập thôi. Nếu mình có sự siêng năng thì mình sẽ có sự thành công. Quý vị biết là người xưa người ta dùng cái từ tinh tấn, cái hình ảnh tinh tấn là như thế này nè. Người ta lấy hai cái khúc gỗ người ta cà với nhau. Bởi vì trong gỗ nó có lửa. Mà hai miếng gỗ mà cà với nhau mà không được dừng thì lửa nó mới phát. Thí dụ mình cà được mà 10 phút rồi mà chỉ cần dừng vài giây thôi là nó sẽ trở lại số 1 hết. Cái sự phát lửa nó rất lâu. Đó là một hình ảnh. Hình ảnh thứ hai Đức Phật đưa ví dụ trong Kinh Bảo Tích. Sự tinh tấn như người chèo một chiếc thuyền bằng đất đi qua sông. Bằng chiếc thuyền bằng đất thì đi qua sông mà, thì quý vị nghĩ nước nó rã không? Thì ý ở đây Đức Phật muốn nói nếu mình đã biết được mình đang ngồi trên chiếc thuyền bằng đất qua sông thì phải chèo cho lẹ để mình cập bờ trước khi nó rã. Đức Phật dùng cái hình ảnh đó. Pháp Hòa dùng một hình ảnh khác. Nếu như á, mà mình tu á, mà hôm nào mà mình hơi lười biếng chút á, thì ít nhất là mình cũng phải cắm cái dầm ngay cái chỗ đó. Dù mình không tiến hơn nữa nhưng cũng không để nó đẩy lùi. Mình cắm cái dầm trở lại đó. Ít nhất mình đậu chỗ đó. Đến khi nào mà mình khỏe khỏe rồi, mình yên rồi thì mình đi tới. Chứ đừng có thả trôi để rồi nước nó sẽ đẩy mình trở lại. Thí dụ như là mình nghe Pháp, nghe một thời gian mình mấy cái bài Pháp phổ thông căn bản mình nghe mình hiểu rồi. Bây giờ người ta có thể khuyến khích mình thôi, bây giờ bắt đầu nghe những bộ kinh đi. Nghe giảng kinh Pháp Hoa, nghe giảng kinh Di Đà, Kinh Địa Tạng vân vân, thì mình có thể nói thôi mấy bộ đó cao lắm tôi nghe không được đâu. Nhưng mà không nghe cũng không sao, nhưng mà ít nhất cũng còn nghe những cái bài phổ thông này để giữ mình tu, còn hơn là thôi Đại Thừa bây giờ tôi cũng không nghe, mà Tiểu Thừa thì tôi nghe cũng chán rồi, thôi bây giờ tôi nghe Đổ Thừa. Nghe là Đổ Thừa cho thời gian sức khỏe gì đó đó lui. Cho nên Pháp Hòa nói Phật giáo có ba thừa: Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa. Phật tử thêm thừa là Đổ Thừa, mình thêm thừa nữa là Đổ Thừa. Đổ thừa chuyện này chuyện kia rồi mình không đi xa hơn được. Thôi thì nếu mà mình không thể có khả năng tiếp xúc được những cái bài kinh lớn thì ít nhất vẫn cứ nghe tiếp tục những cái bài phổ thông để nhắc nhở mình, còn hơn là buông thả ra thôi. Giờ giảng thấp thì tôi nghe tôi biết hết rồi, cao thì tôi không thích nghe, nói chuyện mênh mông quá, rồi mình thả trôi thì mình sẽ bị lui sụt rất là nhiều. Mình sẽ tạm dừng ở đây. Trước khi mình đi qua một cái chương trình hấp dẫn khác đó, ở trong này có một câu hỏi là: xin thầy cho con hỏi, nếu ba mẹ khó khăn và cố chấp, việc gì cũng la, làm việc sai ba mà ba mẹ cũng nói đúng, vậy con phải làm sao mới làm cho ba mẹ không buồn? Chuyện rất dễ giải quyết. Đây Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện này là mình biết cách mình làm liền. Theo như tinh thần câu hỏi, con làm sai mà ba mẹ cũng nói đúng, vậy thì bây giờ mình cứ làm đúng để ba mẹ nói sai. Cái này nó có câu chuyện vui. Có cái ông đó, ổng lên ổng nói chuyện mà lúc nào ổng cũng nói lộn chữ. Hễ nờ ổng ra lờ, mà lờ ổng ra nờ. Cái nón ổng kêu cái lón, mà cái nồi ổng kêu cái lòi, mà cái lon ổng kêu cái non. Thì một ngày nọ ổng lên ổng đọc diễn văn, mà kỳ này không có chữ nào trật hết, đọc đúng hết trơn. Cuối cùng đem cái bài diễn văn xuống là cái ông thư ký khi soạn đánh lại cái bài diễn văn đã đổi chữ hết. Hễ mà tới là nhắc cái nồi xuống thì ông này ổng ghi là nhắc cái lòi xuống. Thì ông chủ ổng thấy cái lòi là ổng đọc thành cái nồi, còn để nguyên si chữ nồi thì ổng đã ra lòi. Ở đây cái vấn đề câu chuyện vui này là để ối nói chúng ta khéo léo. Thật sự ra bây giờ mình có một cách quán chiếu. Thứ nhất là mình cũng mong làm sao cho cha mẹ có một ngày nào tâm tư của cha mẹ được cởi mở. Cái thứ hai đó là mình mở lòng từ, là mình thấy rằng ba mẹ sống bằng cái chấp này thì ba mẹ khổ hơn mình nữa. Mình chỉ là người nghe thôi, còn ba mẹ là cái cục chấp này nó nằm tận ở trong lòng của cha mẹ, mà cha mẹ carry cái này nó còn nặng khổ hơn là mình nữa. Thành thử rồi hôm nào mà cha mẹ dục được cúc đó ra cho mình nghe đó, mà mình buồn á thì thôi đừng buồn mà quán chiếu đó, giờ ra đường chút rồi đó, giảm đường chút rồi đó. Tức là mình nghĩ như vậy để mình giảm cái buồn đó đi. Cái thứ hai là thôi cha mẹ có nói gì nói, nhưng mà cha mẹ cũng có cái điểm dễ thương của cha mẹ. Cũng giống như trong cái tinh thần cái bài kinh đó, nếu người nào lời nói họ không dễ thương nhưng hành động họ dễ thương, mà người có trí mà đi giận lời nói của họ thì không nên, mà phải thương hành động của họ, đừng quan tâm lời nói của họ. Nếu lỡ người nào hành động không dễ thương mà lời nói họ dễ thương thì mình hãy nên để ý lời nói của họ để mình thương họ, mà đừng bận lòng chuyện cái làm không dễ thương của họ. Nếu người nào lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, nhưng trong tâm họ sự suy nghĩ còn một chút dễ thương, thì hãy thương một chút đó của họ, dù lời nói và hành động họ không dễ thương. Lỡ người nào lời nói hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm tư cũng không còn một chút gì để mình thương, thì mình phải thương khủng hoảng hơn nữa. Là bởi vì một người như vậy thì không ai thương họ nổi đâu, nếu mình không thương họ. Và họ sống, và họ sống như vậy, họ khổ hơn mình nhiều lắm. Vậy bởi vì trong họ hoàn toàn chỉ có những cái chất độc, độc tố mà không có sinh tố. Thì mình thương họ nhiều hơn. Nếu một người nào hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm cũng dễ thương mà mình không thương họ thì mình là dại quá. Cho nên thưa đại chúng, ở đây cũng vậy, một người tu mà quá nhiều cái chấp, mình cũng tội lắm, tại vì họ chấp quá cho nên họ khổ. Mà họ càng khổ thì họ càng chấp. Pháp Hòa ví dụ như họ cầm cái sợi dây, họ cột một khúc vậy nè. Thay vì họ nắm cái ngón tay họ chấn ngay cái nút họ gỡ, thì họ lại không biết gỡ. Họ cầm hai cái đầu họ siết, mà họ tay thì siết, mà miệng thì kêu là gỡ. Người như vậy cả đời họ cứ cầm sợi dây mà họ căng như vậy, họ không bao giờ gỡ được. Mình thương họ. Cho nên những người tu nhiều, thiệt là nhiều, mà chấp rất là nhiều thì tội lắm. Tại vì mình sẽ thấy họ không có tươi mát chút nào hết trơn á. Họ lên tụng kinh, họ lên ngồi thiền, họ lên niệm Phật, thậm chí họ đi ra sinh hoạt, họ ngồi họ cũng có cái gì đó, họ bất mãn, bất bình, họ không vui. Chứ ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là mình quán chiếu để mình có thể mở lòng mình với họ. Nếu như một cái người như vậy mà mình đáp họ như vậy thì mình và họ mỗi người một kiểu chấp. Mình chấp họ là tại sao như vậy là chấp rồi. Mà cần nếu mình nói là ồ, mỗi người mỗi nghiệp, thôi hy vọng một lúc nào đó rồi họ sẽ hiểu ra điều này, họ sẽ thoải mái hơn. Và biết đâu cái sự thoải mái của mình cũng là một chút gì đó giúp cho họ lose ra. Nhiều khi mình không làm cho người ta giải khổ được, nhưng mà ít ra mình cũng làm cho người ta thoải mái được vài giây, cũng công đức rồi. Thưa đại chúng, người Việt chúng ta ở Việt Nam phần lớn là nghèo. Chúng ta không thể cứu được cái nghèo của họ, nhưng mà chúng ta cứu được cái ngặt không? Cứu được. Bão lụt, sập đất, chúng ta cứu được cái ngặt, nhưng mà chúng ta không cứu được cái nghèo. Có những người chúng ta không làm cho họ hoàn toàn hết khổ, nhưng mà trong một giây phút nào đó mình làm cho họ thông ra được một chút cũng vui. Mình không làm cho họ hết nghẹt mũi, nhưng mình chỉ cho họ khịt rồi mình đưa miếng dầu, họ thông được một chút cũng tốt. Còn hơn là mình không làm gì. Và trong cuộc đời này, tình thương nó thể hiện ở những công việc như vậy. Và cứ như thế mình làm thì lâu ngày cục sắt mà mình mài nó cũng thành cây kim, huống chi là một cục chấp mà mình mài riết mà nó không thành ra một cuộc tu hành. Cho nên ăn thua là cái ý chí của mình, cái năng lực. Quý vị nhớ không? Bi, trí, dũng, ba đức tánh. Mình có trí, mình nhìn họ mình biết họ khổ, tình thương mình có mặt cho họ. Nhưng muốn độ một người cố chấp đau khổ đâu phải dễ đâu. Nó đòi hỏi cái sự dũng cảm kiên trì của mình. Mà mình thành được như vậy là mình đủ ba đức tánh: bi, trí, dũng. Còn người này á, bi thì không, trí thì không, mà dũng thì một cục. Vì dũng cái gì? Dũng với cái chấp của mình, dũng với cái biết của mình. Giống như một anh hùng chỉ dụng sức mà không dụng trí. Thì dụng sức mà không dụng trí thì lâu ngày nó kiệt sức. Còn người mà có sức mà biết dụng trí thì không cần dùng sức mà làm được nhiều việc. Pháp Hòa ví dụ cái này là đại chúng thấy. Nếu cái sàn nhà này cả 5 năm trời không ai quét dọn mà người ta cứ mang giày dép dơ đi vào trong đây thì bùn đất nó dính, nó đóng lớp dày lắm. Nếu mình thấy mình không thích, mình muốn giúp cho cái chỗ này mà mình cầm một cái cây mốt, mình dẫn sức mình đẩy từng chỗ cho nó sạch như vậy, không làm được bao xa hết mà lát sức mình nó kiệt. Bây giờ người có trí người ta dùng cách khác. Lấy một cái cây mớp, nhúng nước mà không dắt, đi tới quét cho nước nó ngập lên chút chút, để yên đó 10-15 phút thì nước á, nó sẽ làm rã đi những cái đất đó, dù nó bám lâu ngày. Xong một lát vắt một cây mớp thật ráo, chỉ cần đi tới quét là sạch, làm hết cái sàn nhà trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà không cần phải nghiến răng, trợn mắt và dùng sức. Quý vị thấy lau nhà cũng là một nghệ thuật. Cái dính của đốt bụi ở ngoài nó còn dễ chùi hơn một cái chấp chặt của một người mà lâu năm chấp chặt. Muốn giúp họ đâu phải dễ. Thật ra mình á, thấy họ khổ mình muốn giúp là mình có trí, có dũng, có trí, có bi rồi. Nhưng mà nó đòi hỏi cái năng lực thứ ba ở nơi mình là năng lực gì? Năng lực của dũng tức là kiên trì. Cho nên trong Kinh Địa Tạng đó, có một cái phẩm thứ 11. Cái phẩm đó tên là gì ai nhớ nè? Kiên Lao Địa Thần. Ông thần đó, cái vị thần đất đó rất là chịu cực. Quý vị nhớ không? Nó là tất cả những hột mè, hột đậu đều từ lòng đất mà có mặt. Tất cả những thiện pháp dù lớn dù nhỏ từ nguồn tâm mà có. Chúng ta phải có được cái sự, chúng ta phải có cái sự kiên trì. Cho nên Pháp Hòa tạo cái đức Quan Âm có ba mặt: bi, trí, dũng. Mà ba đức tánh đó một người Phật tử cần có, hay là tất cả con người chúng ta cần có. Kỳ trước, cái lần đầu tiên Pháp Hòa về đây do Mây Từ tổ chức ở Sangha. Để cái chương trình Pháp Hòa vô là từ 2 giờ tới 5 giờ. Từ 2 giờ tới 7 giờ. Pháp Hòa ngồi vậy nè, 2 giờ chiều mà ngồi tới 7 giờ tối. Kỳ này cổ vô cổ điểm nguyệt câu, cổ nói đừng có giải lao. Chọc chơi cho vui vậy. Nhưng mà ý muốn nói là mình sao? Mình kiên trì. Và mình mỗi người phải biết. Có nhiều vị ăn đi chung Pháp Hòa nói sao thầy không ăn gì bao nhiêu sao có sức. Ăn nhiều mới mất sức. Ăn nhiều nó mệt, nói đâu có nổi. Cho nên nguyên cái ngày sinh hoạt như vậy Pháp Hòa không ăn bao nhiêu đâu. Giỏi lắm là một vài muỗng canh, uống nước vậy thôi, chứ còn ăn cơm, ăn tùm lum tà la vô lần, nói không có nổi. Bởi vì nó căng da bụng, nó trùng da mắt. Mà quý vị thấy không, nhiều khi mà mình nể cả ăn chút xíu mà nó khó chịu, nó cứ hơi lên, nó khó chịu, thà uống nước. Có những vị người ta đi vào một cái lễ gì đó mà người ta biết người ta ngồi ở một cái địa điểm chính, người ta không thể nào đứng dậy xin phép tôi đi nhà vệ sinh được, thì họ ăn uống rất kỹ lưỡng để bảo đảm rằng sự ngồi đó của họ không ảnh hưởng gì đến sự đi đứng của mình. Thì thôi bây giờ qua cái câu này, Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng là hãy phát triển cái dũng tức là cái sự kiên trì, dũng lực của mình để hầu làm cho cái bi, cái trí của mình cảm hóa người. Một người chấp thì không phải dễ độ. Trong sách kinh thường hay dùng cái từ hễ mà dễ thì không gọi là khó, mà đã khó thì không gọi là dễ. Mà khó thì không có nghĩa là không làm được, mà phải gì? Phải để tâm, chứ không phải là không làm được. Làm được mà hơi khó thôi. Không, chúng mà nó mà mình ở chung với một người khó chịu thì bây giờ cái tu của chúng ta là chịu khó. Rồi, bây giờ mình sẽ hồi hướng. để mình đi qua chương trình lâm ly hấp dẫn. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền nào, tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng, thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể.